Hello, xin chào toàn thể anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Giannot Thi Văn nha. Đó, chúc anh em coi clip vui vẻ và nhớ like, đăng ký ủng hộ kênh mình nhé mọi người. Ủng hộ kênh mình nha, cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi, đấy, với cả lúc này mấy này sorry anh em là không ra clip liên tục được nha. Bởi vì mình đang lục đục cái chuyện chuyển nhà mọi người, đang chuyển đồ qua để qua chỗ mới ở nên là không có chơi game nhiều được, cho nên là không có clip nhá. Anh em thông cảm với mình nha. Rồi, còn bây giờ thì ăn combo đỏ trước rồi qua blue nhé mọi người. Đó. Rồi, ngắn cái rồi xong rồi đi. Rồi ok, bây giờ thì chém. Ôi rồi. Cái gì đấy? Rồi xong. Đấy nhá, mọi người fan này phải từ từ nha. Chém thường là trường trị này rồi, xong nắc chết chắc, nắc nâng chiêu 2 không bao giờ chạy được hết. Ok, xin mời chiến đấu nha. Ui giời, tem nó qua cướp blue luôn kìa. Rồi. Ê ADFB qua phụ mình blue vậy. Phụ tôi lên đó, tôi lên 1 đánh 2 là coi như tôi đang chết đấy. Tôi đang cẩn thận nha, đợi ADFB vào đã. Rồi. Kìa, qua cover cho mid kìa. Ơ mid ơi, bỏ đi. Đừng có rướn quá, rướn có chết giờ. Ui ông mít tham thế. Ui hay quá, giữ được blue rồi, đổi được mạng mít luôn. Ui pha nó mít tham quá người ơi, mít không ham đánh quá, không chịu lui lại tí, cái quay lại đánh thì đất đan được mạng luôn. Nhưng mà sao nhá, team mình đã qua cover được cho mình con blue nhá, khá là ngon rồi. Đầu game mình ăn mạng được thằng nắc nữa. Nhá, tôi để ý thằng nắc rồi nha, đầu game nó qua cướp bùa tôi nha. Đờ mờ nó cay rồi nhá. Bây giờ thì ăn lẹ con quái này rồi di chuyển lên lớp bụi nhá mọi người. Lớp bụi rình team nó ra nhá. Đây. Rồi, chị mẹ. Hay quá, bây giờ choáng được hai đứa luôn. Đâu chạy đâu, mày chạy đâu. Rồi fan này lui ấy mọi người, không đổi mạng đâu. Đổi mạng là lỗ đấy. Mình ăn được mạng là mình lời rồi. Còn bây giờ thì mình di chuyển đây. Khả năng Zeta đang ở đấy, vừa nói xong kìa. Zeta kìa, Zeta nhá. Nó lên cấp 4 cho ta. Rồi Zeta mới cấp 3 hả mọi người ơi. Đó. Vô đỏ, tém ơi, vô đỏ này. Ui không đấy rồi. Trời ơi, mấy con Zeta nó dùng chiêu làm chậm mình. Cay thế không biết. Rồi, đánh này. Rồi này, chém này, lướt này, chừng trị này. Rồi xin quái mọi người. Đó. Còn bây giờ team mình lui nhẹ cái, lui nhẹ đi. Rồi. Ok. Ui ôi. Thôi xong mid. Ờ xong FB mình rồi. Ơ ulti. Ui trời. Hên quá, xem nó hên là tay mình nhanh đấy. Tay mình chậm một pha đó là coi như là chết rồi. Này. Chạy đâu. Rồi xong, mày ảo tưởng rồi. Thằng này bị ảo tưởng rồi mọi người ơi. Mày chết chắc như con. Ảo tưởng này. Tí này. Rồi, chém này, lướt này, lướt vào tường này, chém thường này. Rồi, xin bạn xin về cho mình luôn. Ui. Top với mid mình đánh con rồng xong rồi chết luôn con mid rồi. Pha đó bỏ ấy chứ, pha đó lên bỏ rồng chứ mọi người, cứu đừng mà. Trời ơi, dở thật chứ. Trời ơi, nhìn cho bạn ơi, trận này căng đấy mọi người. Tôi ăn 3-0 rồi mà team tôi 4-4 ấy, trận này có vẻ khá là căng nha. Đầu game mà thấy thằng nắc bạn qua cướp con bùa mình thấy không vui rồi, nên là tí nữa tôi phải sửa đẹp thằng nắc mọi người ơi. Cay lắm rồi á. Rồi, bây giờ thì ăn con bùa đỏ xong rồi để tôi xem coi. Ui ra ta kìa. Hay, trời ơi. Cay chưa em? Ăn nó. Ui, thiếu chấm máu kìa. Tiếc thế. Rồi xong ADFB mình chết luôn rồi. Ui, thằng Zeta còn chấm máu kìa. Rồi, bây giờ thì ăn blue rồi từ từ nha em. Mình đánh nha, Ryuma ơi. Đó, thằng nắc bùa đỏ, thằng bùa nắc ra kìa thấy không mọi người. Ơ vậy nãy là tem mình ăn được bùa đỏ à? Sao mà nó hiện hiện ra? Vậy là khả năng nãy tem mình ăn được bùa đỏ thằng nắc mọi người ơi. Em thấy mẹ được bùa đỏ nắc nên là nó mới hiện thời gian. Thôi thế mà mình cứ tưởng nó ăn được trước tại vì thấy chân nó có bùa đỏ mọi người. Trời ơi, ngon, ăn được bùa đỏ còn nắc ngon. Thiếu đang. Rồi, bây giờ thì qua cãi rồi nhé mọi người. Rồi, chém này. Chạy đâu? Rồi, chạy đâu? Ui, chết bà rồi, tem nó con đấy. Rồi, ui, xong rồi, chết tem mình thôi. Rồi chết mọi người. Ui, không được rồi, bỏ, lui. Trời ơi, tem nó có con săn neo lợi ghế. Đang đánh cái nó bay phát lên là tem nó hơn người luôn. Khổ thật. Xui quá à, con data tôi biến nhanh ấy. Tôi không đụng vào người nó được chứ pha nó là tôi mà nó tôi biến chậm xíu là tôi ulti được vào người nó là tôi ăn được mạng của data rồi. Nhưng mà không sao. Đấy trận này boss mình ép quá. Trận này tem nó có thằng săn néo mọi người nên là nó đông người hơn nên là dễ bị ép quá. Nên là thôi không sao, cố gắng trận này nhé. Trận này tôi cũng đang xanh. Đấy. Trời ơi, tem tôi ăn 3-0 mà tem tôi chết là 8 mạng rồi. Nói chung là có săn neo thì cũng phải chịu mời thôi, nên là cứ từ từ thôi. Săn neo thì nó có bát khỏe thôi nhưng mà về cuối game nó không khỏe lắm đâu. Đó, đầu game thì nó có bát hơn, nó hơn mình người thôi. Còn tôi thì team tôi thì về Lết thì vẫn khỏe hết nhé mọi người, bởi vì về Lết toàn tướng về Lết không à. Rồi, bây giờ thì qua từ từ nhá. Trời ơi, chết hết rồi, chết luôn cả AD với cả mid rồi, chán quá. Ui, team chết liên tục vậy. Đánh gặp mấy con Witcher này mấy ông nên hạn chế đứng gần bụi nhé mọi người.
đứng trên bụi quá nó làm nó tung một phát là nó ao nhanh ngược lại đấy, nên là cẩn thận chơi cà picture thì để ý cái để ý sai đoán sai nó phải né bụi ra đó, hoặc là mọi người con khôn khôn cho SB check sai ấy mọi người. Đây nè, 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 cái thời điểm bắt nó ở đây chứ đâu. Rồi, rồi, giảm này, rồi xong. Nè, bắt bạn giảm này nha mọi người. Giảm nha. Rồi. Ui, ulti hụt rồi, pha này tiếp. Ui, ulti mù mắt thật. Ui, không giết nó luôn rồi. Không sai mọi người, vẫn ăn được mạng lời rồi. Trời ơi, pha đó tôi ulti kìa. Nhìn chán đời không? A a a a a a. Mày chạy đâu? 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 Mày rồi rồi rồi. Ôi dồi, nó còn băng xương à. Thôi mọi người ơi, bỏ nhé. Phần nó không có băng xương, nó chết mình rồi. Nhưng mà nó có băng xương thì thôi, kệ nó nha mọi người. Còn bây giờ thì tôi qua đây xin được lính nha. Đó, chém nhẹ mấy con thôi để cho AD mọi người ơi. Thôi cho AD đi, mất công lại bị mắng nữa. Nói chung là tôi chơi đáng là bình thường là ăn thì ăn đấy. Nhưng mà kiểu mình ăn mình cảm thấy mình bị dây dứt lâu. Tự nhiên mình đi ăn lính vào AD nên là nói, nhưng mà ông nào mà ăn, ông nào mà farm là ông sẽ nhiều vào nha. Nên là tùy cách chơi thôi. Cái chơi của ông ở danh gánh thì mấy ông cứ farm thoải mái đi, kệ tem, nó chịu cũng được. Thế sao mình là người gánh là được rồi. Rồi, bây giờ thì lui nhẹ nhé. Tôi phải canh thằng Violet nó đi đường nào ấy, vừa nó xong ở dưới rồi. Thôi nhưng mà giờ nó ở dưới rồi, kệ đi. Bây giờ tôi cứ vấn đề là tôi đi farm thôi. Trận này tôi đang là người gánh team nên tôi phải đánh thật là cẩn thận nhé mọi người. Nó tem tôi nãy giờ bị ép thì thất thế quá trời. Bây giờ tôi ăn 3-0. Ô, làm gì ấy, làm gì ấy? Làm gì ấy bạn? Làm gì? Ui, không tới rồi. Thiếu một xíu tầm đánh cay thế không biết. Rồi, nhưng mà bỏ đi nhé mọi người, bây giờ tầm này tôi sẽ đi về tôi ăn búa nhé. Nói chung là mấy ông chơi gian á, mấy ông phải biết lựa thời cơ mà ganh thôi. Chuyện này thì hơi thất thế do con Chanel nên là cũng chịu thôi. Nhưng mà không sao, tôi sẽ là người cố gắng gánh team. Đó, bây giờ mọi người cứ phải farm đấy nhé, đừng có hào đánh nhau quá. Hào đánh nhau quá là con Chanel nó mà bay một đúng lúc một phát thôi á, là coi như là mọi người bị áo nhây liền. Đó, từ tôi đằng sau mà giờ hết ulti rồi. Tôi hết ulti rồi, trời ơi, hết ulti rồi. Thôi, tôi nhé, ăn lẹ bộ đỏ xong xuống cover cho mid nhé, không có là mid chết mất. Rồi, đây. Ui, mất trụ rồi, bỏ trụ ý mid ơi, bỏ trụ ý, đừng có ham. Ham chết đấy, tôi xuống này. Đây, ra tay này. Trời ơi, tốc biến luôn rồi, gặp cái tốc biến luôn. Đây, thằng AD trong bụi đúng không? Ơ, đâu rồi. Ui, đọc map sai rồi, mất ulti nữa, nấu xanh. Rồi. Không sao nhé, nhưng mà tôi sẽ lấy cái chuỗi nhé mọi người. À, AD đã về đây rồi, bảo sao. Rồi, bây giờ thì cứ nấp đây thôi. Đợi nó ẩu ẩu xíu là múc nó. Đây. Rồi, chém nhá. Ui. Chạy. Bốn đứa, luôn nhẹ cái. Cứ từ, bọn này không giết được tôi đâu. Tầm này tôi cũng khá là khỏe rồi. Trận này tem tôi phế nhưng mà tôi không có bị phế đâu mọi người. Nên là tôi khả năng tôi sẽ gánh team nhá. Trận này cố gắng gánh team thôi. Rồi, đây. Rồi, chém nó trúng rồi nè. Lướt này, combo này. Nói chung là con gian này thì AD máu, mấy con máu giấy thì chắc chắn là một combo chắc chắn là sẽ lên bảng mọi người. Nên là không có ăn đâu. Rồi, còn bây giờ thì lui thôi. Lui. Đó. Còn bây giờ thì lui nhẹ nhá. Lui nhẹ thôi, chứ không có là chết đấy. Nói chung là tầm này chơi là mọi người phải cố gắng đi farm. Đi farm lên cấp 12 nhanh nhất có thể. Mọi người mà lên cấp 12 á, con gian này mà lên cấp 12 sớm á, là mở combat là một tem mình sẽ có lợi lắm, bởi vì tem nó có nhiều hất tung nữa, với cả nó ôm đam với tem đó mọi người. Chưa này con này mặc dù nó bị mất không thể chọn rồi, nhưng mà nó vẫn có khả năng giảm thương nhé, như con Floor đấy. Floor thì hồi xưa miễn thương nhiều hơn, bây giờ nó giảm bớt miễn thương rồi. Đó nên là con da này nó khá là khỏe nhé, nên là cố gắng farm cấp 12 thôi. Mọi người ao cấp nó 1-2 cấp thôi là con da này nó trùng lắm mọi người ơi. Mọi người thử đi, không tin thử đi mọi người chơi. Cái lần nào mọi người ao tầm 2 cấp thì mọi người đánh em nó máu đụt không phanh luôn mà đúng không? Đó nên là cứ cố gắng đi farm thật nhiều nhá. Tầm này tôi lên cấp 12 rồi, bây giờ thì từ nấp nha, đợi con đích chơi xuống nha. Khả năng con đích chơi sắp xuống rồi đấy. Từ bình tĩnh. Ui, đi chơi nhìn sau kìa. Hay quá, nắc bay vào chết tắc rồi, đi chơi cái bụi kìa. Rồi, đợi cờ đây, ulti này đi xuống này. Ồ, rồi, xong rồi, tôi di chuyển hơi sai rồi, người ơi, di chuyển sai rồi. Ôi, kìa, xong, tao tựa. Mê, hồi hôm sau được con mạng con, trời ơi, và đó kìa, đập lướt không tới tường kìa. Nè, chém được nè, bổ này, hai đứa này, ui, tốc biến rồi. Cay thế nhở. Trời ơi, thằng ra ta không tốc biến là tôi chém chết hai đứa rồi, nhưng mà thôi, không sao, ăn được AD cũng được rồi. Trời ơi, pha đó hơi di chuyển hơi sai người ơi, di chuyển xa quá, không đủ tầm. Thế mà lúc mà tôi chém nội tại chiêu 2 của chiêu 2 vào con Violet mà nó không có đi theo, nó đập vào tường mọi người ơi.
xui quá, pha đó mà chém được vào con Violet. À, làm gì ấy, chém thường này, lướt này. Trời ơi, đam to chưa? Mẹ mày chê gian à. Tầm này tôi xanh, đam tôi hơi bị to đấy, nó bay vào. Đấy, nhưng mà hên là tôi dùng chiêu nhanh đấy. Pha đó dùng chiêu hôm nhanh không dính hay là coi như là tôi nó bay chết rồi đó. Rồi, bây giờ thì di chuyển đến pha nhá, người hên quá chưa chết bạn nào ấy. Trời ơi, tem 22-15, tôi 6-0. Trời ơi, khổ quá mà, tấm thân này cánh cho ai đây. Trời ơi, mấy ông bớt báo đi cái, đánh cho từ ơi, đây nè. Ơ, thằng này bị ảo tưởng à, đi solo với mình à. Đừng có tưởng nhé, từ nhé mọi người. Cứ từ từ thôi, cầu thôi. Bộ này, chém thường này, lướt này, né này. Ờ, lui nhé mọi người, đó, đánh phải lui, đánh con này phải lui. Rồi, lướt này, chém thường này, bộ này, ơ kia lại bộ lính nữa. Nồi, đánh chỗ. Ui. Trời ơi, tôi bị chết sản mấy cái pha mà kiểu đang combat ấn lộn đánh lính nhá mọi người. Trời ơi, hên quá, trụ còn ít máu ấy, phải nói mà trụ còn đầy máu là tôi chết đó rồi, xém mới chết ngu. Tự nhiên bổ lính tay nồi thật, trời ơi, nẻ luôn. Rồi, đấy, thằng bạn đích, tên bạn đích chơi nó hơi bị ảo tưởng đi solo mình mọi người ơi. Nhưng mà không sao, đấy, kiểu thấy mình mâu giấy mà. Để mọi người không biết con gian cấp 12 này gọi là chúa tể lật kèo à? Con gian cấp 12, đúng chất tướng lật kèo ấy là mọi người đừng có chê gian chưa, đứng thủ của tôi đấy, đừng có chê, con này hơi bị mạnh đấy. Mình mấy ông chơi gian, mấy ông chơi nhiều vào, mấy ông phải chơi nhiều vào mấy ông mới thấy nó chơi vui. Mấy ông chơi ít mấy ông mới cứ toàn chê gian yếu mà. Đối thủ con gian mạnh vãi nổi luôn, nó đam to vãi trưởng luôn, vừa đam to vừa trâu nữa chứ. Mọi người thấy có cái con nào mà bay vô múa cả năm thằng trên bạn mà mãi mới chết đâu, có con gian làm thôi chứ còn con nào làm nữa. đây, chém này. Trời ơi, xin nhẹ con bùa xanh của con mắt nhá. Rồi, thằng này chết chắc rồi mọi người ơi, thằng này chết chắc rồi. Cứ đánh thôi. Nó ulti đi thì tên mình có choáng thì nó không chạy được đâu. Rồi, đi lẹ này con. Đi lẹ này. Bổ này, xin mạng này thần thánh cho mình này, 8-0. Trời ơi, trận này tôi đúng chất cánh tim luôn, tem chết 17 mạng, tôi chưa chết mạng nào. Rồi, chứ bây giờ kệ đi, bây giờ thì tôi ăn con tà thần nhá mọi người. Tem về dọn lính nhá mọi người. Đấy, đẩy lính lên rồi về lẹ. Về lẹ thủ lính lên. Trời ơi, thằng nắng nó qua nó ăn blue mình rồi. Ui, mình cướp blue nó thôi, để nó ăn blue lại, giờ bắt con đích trời nhá. Rồi, chạy đâu. Ơi, lướt lố thôi. Trời, ăn được con blue. Ôi, trời ơi, mọi người thấy chưa? Con Violet nó về cuối game rồi, nó bắn đau rồi đấy. Trời ơi, nó lộn, nó bắn hoay khai, tôi mất gần nửa cây, sợ thật. Trời ơi, canh rồi, tập chuẩn bị cho chiến thần lấp bụi rồi. Tôi chơi ra này, tôi cuối game tôi hay lấp bụi lắm nên là mấy ông cứ học theo đi. Rồi, bây giờ thì di chuyển lên và đẩy trụ với tem mọi người ơi. Đó, tập này là lên đẩy trụ thôi. Đấy, thằng mắt ở dưới kìa. Mid mình đép rồi nên là không sợ nhá. Rồi, tập này thì đây, chém này, chạy đâu. Rồi ulti qua đây nhá. Né nha mọi người. Rồi, chết chắc rồi đó. Rồi, xịt mạng này, thần thánh cho mình tiếp này, 9-0 rồi. Rồi, đây, bắt Violet này, bổ này, chém này, đánh thường này. Ôi, Violet mọi người thấy chưa? Tôi lộ phát bay mất miếng đam luôn này, bổ này. Ơ kìa, bị hất tung rồi. Nè, đánh thường chết. Trời ơi, hụt nó, hên quá. Đấy, mọi người thấy chưa, tôi chém thường nữa rồi. Trắng thấy máu luôn. Rồi xong, pha này tem ở chiếc 4 rồi, tem tôi còn 3 rồi, khả năng win. Ê, cố gắng giết nó đi. Hay, ui, cái nội tại của của phù hiệu. Trời ơi, hên quá rồi. Khả năng tem mình win tại đây rồi nhá. Cảm ơn anh em đã coi clip nhá. Nếu thấy hay nhớ cho tôi xin một like ủng hộ kênh mình nhá. Ok, clip này win đấy rồi. Xem bạn data ra thì chắc không đép vào đâu. Rồi, win thôi. Rồi, nếu thấy hay thì nhớ cho tôi xin một like, một đăng ký ủng hộ kênh tôi nhé mọi người. Rồi, bây giờ thì chém thằng nhà ta đã rồi win nha. Thần thánh nhà mình 12-0, trận đấu này không chết một mạng nào luôn. Ok, bye bye anh em clip sau nhé, bye bye.